Các em học sinh thân mến, các em lắng nghe thầy sửa bài ôn tập giữa học kỳ 2, bài 6-7, nội dung các câu biến đổi. Câu số 1. Rồi, chúng ta nhìn vào câu, nhìn vào các option, nhận định điểm ngữ pháp gì? Lin is an excellent pianist. Ở dưới các câu chúng ta thấy excellent có thành excellently rồi pianist hoặc là piano. Đó là cấu trúc gì? Sử dụng tính từ bổ nghĩa với danh từ có thể tương đương với động từ bổ nghĩa cho trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Như vậy trong bốn đáp án này thì đáp án chính xác nhất đó là đáp án C. Vì sao? Plays. Lin plays the piano excellently. Excellently là trạng từ bổ nghĩa cho động từ plays. Hai câu trên sở dĩ nó sai là bởi vì không chuyển nè. The pianist vẫn là người chơi đàn dương cầm. Phải đổi thành là the piano. Cái đàn piano mới đúng. Nha. Chỉ cần thấy hai cái điểm đó là chúng ta thấy hai câu trên nó sai rồi. Câu số 2. They are slow language students. Họ là những sinh viên ngôn ngữ chậm chạp. Có nghĩa là họ học ngôn ngữ chậm chạp. Cũng điểm ngữ pháp. Tính từ bổ nghĩa danh từ. Thì chúng ta lấy trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Và đáp án chính xác đó là câu A. Họ học ngôn ngữ chậm chạp. Xin lỗi trên đây. Họ học ngôn ngữ chậm chạp. Ở phía trên chúng ta thấy language nó không có số nhiều bởi vì nó đóng vai trò như là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ students, học sinh, sinh viên, ngôn ngữ. Nhưng dưới đây họ học ngôn ngữ thì chắc chắn phải là số nhiều. Trong tiếng Anh, danh từ đếm được hoặc số ít hoặc số nhiều chứ không có đứng một mình. Cho nên ở đây chúng ta không có chữ ở phía trước thì danh từ phải số nhiều. Và danh từ nói chung là phải số nhiều. Học ngôn ngữ là nói chung. Câu số 3. Điểm ngữ pháp gì? Đổi từ because sang because of. Sau because chúng ta dùng mệnh đề. Mệnh đề có nghĩa là có chủ từ với động từ chia thì. Chủ từ she, động từ chia thì ở quá khứ đơn phải phủ định. Sau because of phải dùng cụm từ. Cụm từ có nhiều cách để nói. Thì ở đây cách nào là chính xác? Thì nhìn vào thấy câu này có hai chủ từ giống nhau thì chúng ta có thể dùng verb in để làm cụm từ. Phủ định thì phủ định của verb in là not verb in luôn. Lấy verb nguyên mẫu thêm in. Vậy câu B là chính xác. Câu 4. Điểm ngữ pháp gì? As Mai arrived early. Her friends didn't have to wait for her as usual. As ở đây cũng là because. Bởi vì như vậy cấu trúc vẫn là đổi từ because với mệnh đề sang because of với cụm từ. Mai đến sớm. Sao because of dùng cụm từ. Cái mệnh đề sau thì chắc chắn là chúng ta thấy nó không có gì đáng nói rồi ha. Thì ở đây chúng ta chỉ coi mệnh đề nào là đúng thôi. Nếu mà ở đây chúng ta chọn câu A, bởi vì đến sớm bạn Mai là không được. Bạn Mai không thể đến sớm được. Nếu mà chúng ta nói là bởi vì đến sớm bạn của Mai, như vậy là bạn của Mai đến sớm luôn đó. Như vậy là sai ngay từ ban đầu. Mai đến chứ không phải bạn Mai đến. Bởi vì không đến trễ, vì thế bạn Mai. Chúng ta thấy có because mà còn có so nữa là sai rồi đó. Hai câu sai. Câu C chắc chắn là đúng. Chúng ta xét có đúng không? Bởi vì cái sự đến sớm của Mai, cụm từ đây, không có động từ chia thì nào trong đây hết. Đây là cụm từ ha. Bởi vì cái sự đến sớm của Mai, rồi bạn của Mai không chờ cô ta như thường lệ. Đáp án là C đúng. Câu 5. Cấu trúc gì? Bây giờ đổi ngược lại từ because of với cụm từ sang because. Chúng ta lưu ý cái phần sau thôi.
Her Impressive Beauty, cái vẻ đẹp đầy ấn tượng của cô ấy. Vẻ đẹp đầy ấn tượng của cô ấy thì như nội dung tiếng Việt chúng ta có thể nói là cô ấy đẹp một cách ấn tượng, hoặc cô ấy có vẻ đẹp ấn tượng, hoặc là vẻ đẹp của cô ấy thì thật là ấn tượng. Rất nhiều cách, thì xem coi có cách nào trong những cách mình đã nói nó nằm ở trong những câu này không. Chúng ta xem cái phần sau thôi. Câu này, she is impressively beauty. Chúng ta thấy beauty là danh từ, impressively là trạng từ. Trạng từ đâu có bổ nghĩa danh từ, vì câu này sai. Because she is impressively beautiful, bởi vì cô ta thì xinh đẹp một cách ấn tượng. Tính từ, trạng từ, trạng từ impressively bổ nghĩa cho beautiful. Câu này thấy đúng, nhưng cũng phải xét câu cuối. Because she is beautiful impressively. Này là nói theo tiếng Việt, bởi vì cô ta đẹp một cách ấn tượng. Không đúng. Tiếng Anh thì trạng từ chỉ theo cách phải bổ nghĩa chi danh cho tính từ và đứng trước tính từ. Đáp án câu B. Câu 6. Bởi vì, because of luôn, sang because. Rồi cũng như ngữ pháp cũ. A shortage of money có nghĩa là một sự thiếu hụt về tiền. Khi mà mình thấy có cái cụm từ này rồi thì rất dễ làm. Dùng there là có sự thiếu hụt về tiền. Ở đây là câu quá khứ, the journey was cancelled, chuyến đi bị hủy bỏ. Thì là có trong quá khứ luôn là there was. Because there was a shortage of money, the journey was cancelled. Câu A là đúng. Xem coi những câu dưới tại sao nó không đúng, nó có gì sai. Thì ở đây chỉ cần nhìn thấy there is là sai rồi. Ta đang trong quá khứ mà ha. Because there the money was gone. Bởi vì nơi đó tiền nó đi mất. Thấy nghe cái vẻ nó, cái nghĩa nó vẻ kỳ đúng không? Tiền sao đi. Cho nên rốt cuộc lại đáp án A là chính xác. Câu 7. Tôi lấy làm tiếc là tôi đã làm hư xe của bạn. Hai câu này chủ từ giống nhau. Đổi sorry for, sorry that thì là mệnh đề, sorry for là cụm từ. Hai chủ từ giống nhau thì dùng verb in, lấy nguyên mẫu thêm in, breaking. Như vậy câu A thấy đúng, I'm sorry for breaking your bike. Tôi xin lỗi là đã làm hư xe của bạn. Là tôi làm hư đó. Xét coi hai câu còn lại tại sao nó sai. Câu này, I'm sorry for my broke your bike. Nhìn vào đây là chúng ta thấy kỳ đó. My broke, broke là verb past, verb 2 đó. Verb 2 thì làm sao đi với là tính từ sở hữu được, thấy không? Cho nên nó sai. I'm sorry for your broken bike. Nghe cũng được. Tôi rất làm tiếc vì cái xe bị hư của bạn. Như vậy là mất cái ý là tôi làm hư xe của bạn rồi. Như vậy là muốn chạy tội phải không? Như vậy là không đúng. Câu 7 là A mới đúng. Câu 8. Miriam vui với chuyến thăm của Lan tới Kuala Lumpur năm sau. Rồi, happy with đằng sau là cụm từ. Chuyến thăm của Lan tới Kuala Lumpur năm sau là cụm từ. Sao mệnh đề that phải dùng, sao that phải dùng mệnh đề, sao that phải dùng mệnh đề. Coi cái thằng nào là mệnh đề. Mệnh đề là phải có chủ từ chia và chia thì đàng hoàng. Chủ từ Lan, Lan. Chủ từ Kuala Lumpur. Chủ từ Lan xong tới động từ chia thì. Chia thì là không có, không phải là chia dạng. Như vậy là câu A thấy sai. Chia thì năm sau, chia thì tương lai. Câu B đúng. Câu C, Kuala Lumpur. Để như thế này, cái câu này là được thăm bởi Lan năm sau nhưng thiếu động từ be. Câu be động là phải có be nữa. Như vậy câu này cũng sai luôn. Do đó câu B là chính xác. Câu 9. Nhìn ra, nhìn câu, cho và câu lựa chọn thấy có liên quan gì, đó là câu điều kiện loại 1. Hãy là người tiêu dùng thông minh nhé, không thì bạn sẽ lãng phí tiền đấy. Làm if thì với câu có chữ or, if mình có thể viết mệnh đề đầu không đổi thì mệnh đề sau sẽ đổi thể. Mệnh đề đầu đổi thể thì mệnh đề sau sẽ không đổi. Câu A vô là thấy sai liền. Động từ be đứng trong câu không có được để nguyên.
À, ngoại trừ nó đi với cấu trúc success nữa mới là nguyên mẫu thôi. Còn cái này chia câu bình thường thì you phải dùng are. Câu A sai. If, đằng sau if phải là một mệnh đề là phải có chủ từ với động từ chia thì đàng hoàng. Không có chủ từ, không có động từ chia thì nhá, sai luôn. Câu C, nếu bạn không phải là một người tiêu dùng thông minh thì bạn sẽ lãng phí tiền của bạn đấy. Câu C, đầy đủ yếu tố đúng. Đáp án C. Câu 10, nhìn, so sánh, nó cũng là câu điều kiện loại 1. Với and thì rất đơn giản, viết chủ từ rồi thêm mệnh đề đầu này, bỏ and mệnh đề sau, viết lại y chang. Đừng thức khuya thì sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Như vậy không có đổi, không có đổi, vẫn là thể phủ định đấy, không có đổi. Trong ba câu chỉ có câu B là đúng thôi. Nếu bạn không thức khuya, sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Câu B. Câu 11, việc rửa tay bằng xà bông có thể ngăn bạn không bị nhiễm virus. Rồi, từ câu này mà chuyển thành câu if thì mình phải coi cái ý nghĩa, cái vế nào là mệnh đề if, cái vế nào là mệnh đề chính ha. Xem coi các câu, nếu bạn rửa tay bằng xà bông nó có thể ngăn cản virus khỏi bạn, nó là ai, nó là ai trong đây? Không biết. Nếu bạn rửa tay bằng xà bông họ có thể ngăn cản con virus khỏi bạn, họ là ai? Ở trên đây có thể nói là nó có nghĩa là cái cục xà bông cũng không được nữa đấy, làm sao cục xà bông nó ngăn được, cái việc đó nó mới ngăn, chứ việc rửa tay mình mới ngăn, chứ còn không, khi không cục xà bông sao ngăn. Ở đây họ họ là ai cũng sai. Như vậy chắc chắn là câu C đúng. Sao nó đúng nè? Nếu bạn rửa tay bằng xà bông, virus có thể bị ngăn cản khỏi bạn. À, có thể bị ngăn cản khỏi bạn là đúng. Câu bị động, can be verb 3, bị động của model. Đáp án là C. Câu 12, bà My nhờ một thợ ống nước kiểm tra cái ống nước mỗi tháng. Cấu trúc have somebody do something. Nhìn xuống cấu trúc tương đương của nó có thể dùng get được nè, nhưng mà get thì phải dùng to verb ha. Ask cũng dùng to verb. Quay trở lại vẫn dùng has, nhưng mà lần này người ta đưa something lên. Như vậy mình nghĩ ngay tới bị động của causality, đưa đem cái gì cho người khác làm. Bà My để ống nước được kiểm tra bởi một người thợ ống nước mỗi tháng. Câu C là đúng. Câu 13, she told her children to do the housework. Bà ấy bảo mấy đứa con làm việc nhà. Cấu trúc gì? Tell somebody to do something. Tương đương có thể dùng động từ have và have somebody thì phải là verb nguyên mẫu. Have somebody do something không đúng. Have somebody do something đúng. Câu C, have somebody verb 3 là sai. À, đáp án B. Câu 14, he asked his son to wear a mask when going out. Bảo con đeo khẩu trang khi ra ngoài. Từ ask chuyển thành suggest thì chúng ta phải lưu ý suggest somebody do something, động từ nguyên mẫu. Như vậy thấy câu này suggest somebody là he son, rồi do là wear. Vậy câu này đúng rồi. Xem qua những câu còn lại tại sao sai. Suggest somebody does là sai, không đúng. Where's s có nghĩa là đây, sai. Suggest somebody did something, sai luôn. À, câu A là đúng.
15. Let's not gather to avoid COVID-19. Less với nguyên mẫu phủ định của less là let's not, chuyển thành suggest. Less là chúng ta hãy, là đề nghị tất cả mọi người, như vậy là không cần phải dùng suggest that với chủ từ mà dùng suggest verb in lieu. Ở đây có phủ định thì là suggest not verb in lieu. Thấy câu A đúng. Những câu sau tại sao sai? Suggest we chủ từ cũng được, nhưng đằng sau phải là verb nguyên mẫu chứ không phải là not verb in. À, không phải là verb in. Suggest not doing something là do something là không có, là không có cấu trúc đó. À. Câu 16. I suggest drawing posters on keeping personal hygiene. Tôi đề nghị vẽ affix cổ động về việc giữ vệ sinh cá nhân. Cũng câu đề nghị. Thì sẽ tìm tương đương câu đề nghị. Thế này có why not không câu đề nghị. Why not thì dùng verb nguyên mẫu. Why not draw posters on keeping personal hygiene đúng. Xem các câu sau tại sao sai. Câu này đổi vế lên thì cái nghĩa nó kỳ rồi, không đúng rồi, đúng không? Câu này cũng đổi việc vẽ affix về việc giữ vệ sinh cá nhân là sự đề nghị, không có được. Nói tréo ngoeo quá. Câu 16, đúng. Câu 17 cũng là một câu đề nghị. Why don't we raise a fund for the poor? Sao chúng ta không gây quỹ cho người nghèo? Đề nghị có thể dùng suggest. Suggest gì? Tại sao chúng ta không, là thay vì suggest shopping thì mình có thể dùng cách khác. Cách khác là sao? Ở đây người ta dùng gì? Suggest mà dùng verb nguyên mẫu là sai nè, bỏ nè. Suggest a fund for the poor should be raised. A fund ở đây đứng sau động từ raise, như vậy đưa nó lên trước là mình phải hiểu ngay tới là câu bị động. Suggest dùng với mệnh đề bị động ở đằng sau. Suggest that chủ từ rồi should hoặc không should cũng được, nhưng mà phải có be và verb 3. Đáp án B đúng. Đáp án C tại sao sai? I suggest a raise for the poor raise. Có nghĩa là suggest something rồi verb 3 là không có cấu trúc đó. Cấu trúc B là đúng. Câu 18. The situation is better so students can come back to school. Tình hình đã tốt hơn, vì thế học sinh có thể quay lại trường. So đổi thành because. So cũng có thể đổi thành because of nữa, nhưng phải cho nó đúng cấu trúc ngữ pháp. Xem câu A sai, because còn có so là sai. Câu B, because of the situation is better. Sao because of phải dùng với mà cụm từ, mà cái này là mệnh đề, có động từ chỉ thị is là mệnh đề nè. Sai. Câu C đúng. Because the situation is better. Rồi, thay thế cho so thôi. Students can come back to school. Đáp án C. Câu 19. The disease was very dangerous, therefore we had to stop schooling. Căn bệnh rất là nguy hiểm, vì thế chúng tôi đã phải ngừng đi học. Đổi từ therefore, therefore là tương đương với so đó, thì cấu trúc của nó chúng ta sẽ thấy nó đổi thành because hoặc because of cũng được. Nhưng coi because hoặc because of nào là đúng. Because the disease was very dangerous, therefore. Therefore là giống so. Because mà còn so là sai. Because of the disease dangerous, cái này là nói ngược, không giống tiếng Anh. Tiếng Việt á, thì là căn bệnh nguy hiểm, căn bệnh trước nguy hiểm sau, nhưng mà tiếng Anh phải ngược lại. Phải ngược lại, câu B sai. Câu C, because of the dangerous disease, đúng. Sao because of dùng cụm từ? Và cụm từ này chính xác. Tính từ phải đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ. Đoán C. Câu 20. Because of not going to school for a long time, many students forgot their friends' names. Bởi vì không đi học lâu lắm rồi, nhiều học sinh đã quên tên của bạn bè họ. Các em có gì không? Từ hồi Tết giờ không đi học, các em có quên tên bạn chưa? Rồi chúng ta xem because of sang because, hoặc sang so, hoặc sang therefore, tùy. Xem coi cái nào đúng. Because don't go. Because phải chủ từ rồi mới don't go được.
phải mệnh đề đàng hoàng, phải có chú từ đàng hoàng. Như vậy câu A sai. Many students didn't go to school for a long time, therefore they forgot their friends' names. Because of the therefore cũng được. Xem coi nghĩa đúng không? Nhiều học sinh không đi học lâu lắm rồi, vì thế các bạn đã quên tên của bạn bè mình. À đúng, câu này tại sao? Sai. Nhiều học sinh quên tên của bạn, vì thế họ không đi học. Sai nghĩa ban đầu đúng không? Người ta nói ngược lại, còn mình thì nói tréo nghe đi đúng không? Cho nên đáp án đó là đáp án B. Đáp án B đúng. Rồi, thầy đã giải thích cho chúng ta vì sao câu đúng và vì sao câu sai. Cố gắng nắm bắt và nhớ học bài cho nó cẩn thận. Chuẩn bị quay trở lại trường học bài, làm bài, thi cử cho nó tốt nha. Thank you. Goodbye.